Cái này nói ra thì lại nói là khoe, nhưng mà khi mà mình vào lớp A không á thì có nghĩa là vốn từ mình từ vựng của mình chắc là không 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 có vốn từ vựng luôn đó các bạn. Xong rồi thì học A không xong, học khóa A không là gọi là khởi đầu cho những người mù tiếng Anh như mình đó, thì từ vựng của mình thì mình đã lên được 700, chính xác là 771 từ. Và sau khi học khóa A 1 thì của mình đã lên tới 1400, mình không nhớ là 1400 mấy, nhưng mà cô có thêm mình là vốn tiếng Anh của mình đã tăng gấp đôi sau khi học khóa A1. Và hiện tại nếu mà mình cố gắng thì có thể là vốn từ vựng tiếng Anh của mình sẽ càng ngày càng tăng lên, chứ không phải dừng ở mức đó. Như được cô làm cho tự nhiên khơi gợi cái đam mê trong mình, mình học phương pháp nào mình cũng thích hết bạn, nói cũng thích, nghe cũng thích, chép chính tả cũng thích, cái gì mình cũng thích. Nhưng mà thực ra nếu mà cái mà mình thích nhất á, chắc là chép chính tả. Thì nếu như các bạn chia sẻ thì thường là chép chính tả sẽ là cái phương pháp mà các bạn không thích nhất, tại vì nó rất là khó. Nhưng mà đối với mình thì nó khó thì các bạn nó không có dễ nha, nó khó. Nhưng mà cái tính của mình là càng khó mình lại càng thích, có nghĩa là nếu càng khó là các bạn sẽ cảm nhận được cái sự tiến bộ của các bạn sau từng ngày nó rất là rõ rệt, nên là mình cảm nhận được cái sự tiến bộ của mình á, nên là mình rất là thích nó. Nghe buổi đầu tiên cô đưa cho mình chép chính tả, mình chẳng nghe được câu nào, không biết một cái gì, mình chỉ cười thôi. Nhưng mà sau tới bài thứ hai, bài thứ ba và những bài sau này thì thực ra thì nói mà nghe hết toàn bộ bài thì là tất nhiên là không, là mình không có thiên tài mức đó, mình chỉ học 4 tháng thôi. Nhưng mà khi mà cô hỏi về nội dung thì mình có thể trả lời tới 70-80% nội dung của cái bài chép chính tả đó khi mới nghe một lần. Và cái phương pháp mà mình tiến bộ nhất thì có nghĩa thì chắc là mình nghĩ là nói, vì mình học nói rất là nhiều. Bạn cứ tưởng tượng là một ngày mình có thể dành ra từ 2-3 tiếng để chỉ nói thôi, thì nhờ như vậy mà mình cảm thấy là cái nói của mình chắc là nó cải thiện nhất. Còn về những bài học của các khóa thì tất nhiên rồi, nó phù hợp với mình. Và mình cực kỳ thích những cái bài Bookworm, có nghĩa là những cái bài về gọi là mọt sách đi. Mình không biết, nhưng mà khi mà mình ra từ điển thì Bookworm có nghĩa là mọt sách. Những cái bài đó rất là hay, nó rất là thú vị. Các bạn cứ nghĩ mà nhiều khi mình đọc sách, mình đọc tới 12 giờ, mình còn nhắn với cô là cô ơi, sau cái quyển sách này thì còn những quyển nào nữa, em chán quá. Thay vì hồi xưa là mình khi chán thì mình mở Facebook ra mình xem, mình lướt quá trời lướt luôn, thì bây giờ mình có thể dành cái thời gian đó để mình đọc những quyển sách tiếng Anh, nó có thể làm tăng từ vựng của mình, và tự nhiên mình cảm thấy rất là hứng thú khi học nó. Tổng cộng là mình đọc được 20 quyển rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình trải qua một khóa học 3 tháng, 4 tháng mà mình cảm thấy không bị nản. Không muốn nghỉ nha. Nản thì tất nhiên là khi mà bạn học tiếng Anh bạn cảm thấy khó thì nản là tất nhiên là sẽ có. Thì tất nhiên là có nản, mà mình không bỏ nha các bạn. Mình nản xong rồi mình sẽ tìm cô, mình nạp năng lượng. Mình muốn nhắn gửi tới các bạn bây giờ đang loay hoay tìm một trung tâm để học tiếng Anh như mình hồi xưa chẳng hạn. Khuyên chân thành thật sự, cái này là trung tâm không có nhờ vả, hay là mình không có nhận một cái PR gì từ trung tâm hết. Khuyên các bạn hãy tới Simple English, như là thầy cô giáo nào cũng được. Người khi mà người ta đã dạy là người ta bỏ cái tâm vào rồi, mình không nói. Nhưng mà để lựa chọn trung tâm để học tiếng Anh thì mình khuyên các bạn Simple English là một lựa chọn hàng đầu nếu mà các bạn muốn một người không biết gì về tiếng Anh mình.